Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Game Today. Phần đầu clip như thường lệ, tôi xin được gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất tới các anh em sau đây. Tôi xin được cảm ơn anh em Phạm Thành Thái, anh em Hoàng Legion, anh em Lê Trịnh Thành Trung, bạn Hoài Anh Lê, anh em Anh Tùng Lê, anh em Bảo Phạm và anh em Sơn đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất nhiều. Anh em thân mến, sau cái lần update gần đây thì tôi có đánh giá là cái bộ 6 Marine ấy, cái bộ cá là một trong những cái bộ mà phải nói là mạnh nhất trong cái thời điểm hiện tại. Nó không những mạnh ở cái giai đoạn đầu và giữa game mà thậm chí nó còn mạnh ở giai đoạn siêu late game nữa. Tức là nó là một cái bộ mà gần như là không có counter, không có đối thủ ở late game. Và cái bộ tối thượng nhất ở trong cái lineup 6 cá đấy chính là kết hợp với 4 Witcher, tôi đã chia sẻ ở trong một clip trước rồi. Đấy. Tuy nhiên là sau hai clip thì phải nói là có rất nhiều anh em vẫn chưa hiểu được cái cơ chế của cái bộ 6 cá. Cái bộ cá nói chung chứ không phải là bộ 6 cá. Đấy, có rất nhiều những cái anh em comment ở dưới video clip là tôi biết là anh em comment là anh em chưa hiểu. Đấy. Và có rất nhiều anh em cũng nhắn tin cho tôi. Thì nói thật với anh em là tôi cũng không có thời gian tôi trả lời hết từng cái tin nhắn hay là từng cái comment được. Với những cái tin nhắn mà gửi cho tôi nói thật với anh em là quá nhiều cái người hỏi về bộ cá. Và nếu mà giải thích cho từng người thì nó mất rất nhiều thời gian. Đấy, sorry anh em mà tôi sẽ không thể trả lời hết được tất cả các tin nhắn. Thì trong cái buổi ngày hôm nay thì tôi sẽ giải thích cho anh em thật là cặn kẽ nha anh em nhá. Tất cả các anh em mà chưa hiểu cái bộ cá, tôi sẽ giải thích tất cả tất tần tật về cái bộ cá cho anh em ở trong cái clip này. Tôi sẽ chơi bộ cá luôn để anh em hiểu được cái bộ cá nó vận hành nó như nào. Bởi vì có rất nhiều người chưa hiểu. Kể cả là các anh em comment ở dưới comment cũng thế. Các anh em bởi vì là thực ra là mất trả lời từng cái comment mà coi như là giải thích chi tiết cái bộ cá thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Đấy. Chính vì thế là thay vì trả lời từng người thì tôi sẽ lên với clip giải thích tất tần tật về nó nhá anh em nhá. Hôm nay tôi sẽ giải thích cho anh em. Cái điều mà sai lầm lớn nhất của các anh em khi mà nghĩ là rằng là cái bộ cá ấy, nó hấp thụ đam là nó chỉ hấp thụ cái lượng đam kỹ năng, nhưng mà anh em không hiểu cái đam kỹ năng nó là cái gì. Đấy, anh em cứ nghĩ là những cái bộ mà như kiểu bộ Assassin, những cái bộ Beat, đấy là những cái bộ đánh tay đúng không? Hay là những cái bộ như Warrior là những cái bộ đánh tay thì nó sẽ không có cái tác dụng gì cả. Thì anh em hoàn toàn anh em sai lầm. Đấy, trong cái clip ngày hôm nay tôi sẽ giải thích thật là kỹ nha anh em nhá. Kể cả cái vấn đề về cái việc là chuyển sang Witcher, tại làm sao chuyển sang Witcher nó lại mạnh, tại làm sao mà cái phản ấy, cái hấp thụ đam ấy nó phản lại, nó lại chuyển sang sát thương thuần. Thì hôm nay tôi giải thích cho anh em thật là kỹ luôn để anh em hiểu được cái cơ chế của cái bộ này nha anh em nhá. Và tại sao mà nó lại là siêu lết, nó lại mạnh thì tôi cũng giải thích luôn trong cái clip này. Đấy. Rồi. Bây giờ đầu game thì vẫn như thường lệ thôi. Đấy, đó là tôi ra được cái bộ gì khỏe thì tôi sẽ lấy luôn từ đầu. Ví dụ như là beat nhiều này thì chúng ta chơi beat. Đấy, còn warrior nhiều thì chúng ta chơi warrior. Thậm chí là đỏ nhiều thì tôi cũng pick đỏ vào luôn. Còn cái việc lấy đồ nhá, bây giờ nó có cái mục chọn thứ tư ấy, nó là ngẫu nhiên. Đấy, thì ba món đồ tôi không dùng thì tôi chọn ngẫu nhiên. Đấy, bây giờ ra cái giáp quá ngon. Ok. Rồi, thế là chúng ta có một cái chiến thắng, một cái giáp cho con du Sword Master. Tí mà Sword Master lên được 2 sao thì là ấm rồi. Đấy, tôi thì lúc nào tôi cũng chốt đồ sớm thôi. Cái gì mà nó đồ tím là nó ra sớm thì tôi chốt. Nếu mà búa xét thì lại chơi kiểu khác nha anh em nhá. Còn tôi ra được cái chiến thánh thì tôi sẽ chơi kiểu này cũng được. Đấy, thậm chí là ăn được thằng này luôn nhá. Không phải là thua đâu. Đấy, chúng tôi có giáp này. Tôi là vừa có giáp, tôi vừa có chiến thánh này. Solo một con Sword Master với cả một con Berserker thì vẫn ăn được. Đấy, thậm chí là hồi máu rất khủng khiếp luôn. Món đồ này khá là khỏe đấy, đầu game. Đấy, thì bây giờ cho Warrior đúng không? Thế thì thôi, chúng ta sẽ chơi Warrior. Cho khá là nhiều Warrior ở đây. Bây giờ bán con này, con ốc vào đi không? Xong rồi up cấp. Hợp lý. Round này hy vọng là tôi sẽ chiến thắng để tôi có thể mua con God Kit anh em ạ. Hy vọng nhá, cái này nó là hên xui thôi. Tôi up lên 6 nhưng mà đội hình thì nó cũng không có mạnh hơn là nhiều.
Đấy, gặp thằng yếu yếu một chút thì được. Còn gặp thằng này thì thôi. Chịu à. Tôi đã bán cái con tabu của tôi, cố gắng là tôi kiếm được cái con kit đấy chứ, nhưng mà không được. Gặp thằng này thì khỏe quá anh em ạ. Ba goblin nhưng mà cái con heaven bomber của nó lên được 2 sao rồi. Rồi nó đam vào nhiều, nó còn được giáp xoay nữa. Đấy thì nó cũng có đồ mà nó cũng chốt, tôi cũng chốt. Tôi thì không có 2 sao, tôi yếu hơn. Còn nếu mà Squad Master tôi mà lên được 2 sao thì tôi ăn ngay. Mà bây giờ thì nó không ăn được. Thôi được rồi. Không sao. Cứ bình tĩnh. Nhưng mà con này thì không ăn tua. Con này bây giờ yếu lắm. Đấy nhá, bây giờ ra beat này. Đấy là khả năng là tôi cũng sẽ chuyển về beat đá qua được một chút. Mặc dù cái đồ này thì nó cũng không ngon lắm đâu. Nếu mà chơi beat mà đồ như này không ngon. Chơi beat ý, thì cái món đồ ngon nhất ý, nó chính là cái giáp thép đầu game. Đấy. Mà tôi có một cái giáp rồi, tí nữa mà thêm một cái giáp nữa tôi có thể chuyển sang beat được. Giáp thép này, hoặc là tôi có cái búa xét ấy. Đấy, búa xét 3 tia, búa xét 2 tia đầu game thì chơi được chỗ thẳng nếu mà chơi beat. Còn bây giờ thì gọi là đánh giữ máu thôi. Đấy, tí nữa tôi chuyển dần sang bộ cá cho anh em thấy là cái bộ cá nó mạnh đến cỡ như nào. Anh em không thể là mạnh bởi vì là anh em chưa hiểu được cái sức mạnh của nó thôi. Còn bộ cá nó thực sự rất mạnh á. Đấy, có rất nhiều anh em nhá, tôi giải thích luôn. Cái giai đoạn này đầu game chưa có cái gì, tôi sẽ giải thích cho anh em luôn. Có rất nhiều anh em cứ nghĩ là cái việc mà anh em form cái bộ 6 cá sớm ấy, kể cả là từ kích hoạt từ 4 wizard nhá, giai đoạn đầu game thì nó rất yếu, nó rất là yếu đúng không? Lãng phí. Thực ra cái việc yếu hay không ấy nó do anh em xếp bài thôi. Nó không phải là do cái bộ đấy nó yếu nha anh em nhá. Bởi vì nếu mà anh em kích hoạt 6 cá sớm ấy, anh em nào chơi Dota, nếu mà anh em chơi Dota thì anh em sẽ hiểu. Cái bộ cá ấy, cái bộ 6 cá nhá, nó giống như là cái món đồ Radiant ở trong trong Dota ấy, tức là nó sẽ đốt máu theo giây. Đấy, 3 giây đốt máu một lần. Đấy, và trong những cái lần đốt máu đấy thì anh em sẽ được là tích dần đam nhờ cái việc là hấp thụ sát thương kỹ năng. Nhưng mà nếu mà anh em không có cái tích đam nhá thì anh em vẫn ít nhất là anh em vẫn được 100 đam. 100 đam 3 giây. Đấy, có nghĩa là nó khoảng 30 đam một giây đấy. 30 đam một giây, hơn 30 đam 33 đam một giây. Nếu mà chia ra nhá, ba cái mức mà thấp nhất của cái bộ 6 cá nó phản ấy, khi mà anh em chưa có hấp thụ bất cứ một cái sát thương nào nhá, thì nó sẽ là 100 đam trong vòng 3 giây. Chia ra nhá, tôi chia ra là 3 giây đúng không? Thì mỗi giây nó sẽ gây ra được là 30 đam. Bây giờ tôi phải so sánh nhẹ nhàng thôi nhá, tôi so sánh nhẹ nhàng với cái bộ 9 Warrior. Đấy, với những cái con tướng trung bình của anh em, có tốc độ đánh trung bình của anh em, không tính cái con co nhá, không tính con co. Các cái con tướng của anh em ấy, tốc độ trung bình của nó khoảng 1.1 là những cái con Hunter. Đấy, là bắn nhanh nhất, cho đến những cái con mà đánh chậm như là Warrior hay là Goblin. Thậm chí là những cái con Druid đánh rất chậm. Thì những cái con Goblin thì nó đánh là nó rơi vào tầm đâu đấy, nó khoảng 1.5 đến 1.75 giây. Đấy. Còn tốc độ 2 giây là tính là ví dụ mấy con Druid nhiều con cây ấy, là tốc độ cực chậm. Thế anh em, tôi theo anh em thì cái bộ nào nó khỏe hơn? Nếu mà anh em kích hoạt được 9 Warrior và anh em kích hoạt được 6 cá sớm, rõ ràng với việc 30 đam, mà là đam phép hẳn hoi nhá, kích hoạt là trong vòng 1 giây gây đam thì nó cực kỳ kinh khủng. Đấy, đánh vào con Warrior, giáp của anh em là 21 giáp. Đấy, chưa tính đồ nhá, tôi không tính đồ, không tính cái lượng đồ, không tính giáp, thép, tiếc các thứ vào, ghép vào, không nói làm gì. Mà tôi đang tính nguyên cái bộ 6 cá mà so sánh với cái bộ 9 Warrior. Đấy, chỉ có tính kích hệ không thôi. Thì rõ ràng 6 cá nó còn gây đam, nó còn khủng khiếp hơn là cái bộ 9 Warrior rất nhiều. Từ từ đã, giải thích sau. Bây giờ tôi phải tính xem là gặp cái thằng nào. Vậy là giao sau sẽ phải xả tiền gắt đấy. Giao sau phải xả hết tiền anh em ạ. 20 tiền này, giao sau chắc là rơi vào tầm đâu đấy khoảng 28, 29 tiền à. Rồi, rao sau tôi sẽ phải xả hết tiền đã, xong rồi tôi sẽ giải thích tiếp cho anh em nhá. Rao này phải tập trung roll. Nên là từ từ đã. Ui, kiếm gãy, không cần. Ui, thôi lại phải random rồi. Vãi cứt.
Random nó ra đồ lởm thôi. Chán thật sự. Rồi thôi, lên 7. Roll nha anh em nhá. Ê à, chín warrior sớm à? Khả năng trận này là phải form về 9 warrior trước đấy. Ăn nổi này không? Này to à? 4 bit rồi. 4 bit có berserker. Ăn nổi nhỉ? Nó lại còn có cái con Aquaman 2 sao nữa kìa. Tôi chết rồi. God of War tôi bị chết rồi kìa. Ủa, ăn nổi không? Nó còn 4 con, tôi còn 3 con. Được không? Được không bạn ơi? Ồ, bây giờ được đấy. Cao gánh à? Kéo được quá nhờ. Được không? Được không? Chọt phát nữa. Ui, chọt trượt rồi. Được không? Hay. Đúng rồi. Hay quá. Ách vẫn sống, vẫn tiếp tục đấm được. Rồi, ăn rồi. Hay, cắt chuôi anh em ạ. Cũng được. Bán này đi. Đó. Quá tuyệt vời. Berserker này. Ui, chín qua sớm à. Này, chín qua. Vẫn chưa định dạng được. Chắc là tôi phải roll cái. Roll cái đấy. Ok. Đấy, nó phải như thế. Rồi. Lấy nó chưa định dạng đội hình anh em ạ. Rồi, chốt nhá. Chúng ta sẽ phát triển từ cái bộ 9 warrior đây. Beat thôi. Rồi. Bây giờ tôi lại so sánh tiếp tục nhá anh em nhá, cho anh em thấy cái sức mạnh của cái bộ 6 cá nó mạnh đến cỡ như nào. Khi mà chúng ta lấy một cái ví dụ đơn giản, đấy chính là cái bộ 9 warrior. Không có so sánh về đồ, chỉ là so sánh chay hai bộ kích hệ thôi. 6 cá và 9 warrior. Đấy, chỉ có tính kích hệ không thôi. Thì rõ ràng 6 cá nó còn gây đam, nó còn khủng khiếp hơn là cái bộ 9 warrior rất nhiều. Anh em cứ tính ra xem. Phản đam nhá, ví dụ 21 giáp đánh vào đúng không? Là bị phản 21 giáp. Đấy, tôi không tính cái trừ giáp gì cả. Tôi tính là đánh chay vào thôi. Đấy, không có trừ giáp, không có hiệu ứng gì hết. Phản vào là 21 máu đúng không? Phản lại 21 máu. Nhưng mà nó lại thế này cơ, nó lại là phụ thuộc vào cái tốc đánh. Đấy, ví dụ tôi lấy ví dụ này. Nếu mà anh em cái tốc đánh của cái con tướng của anh em ấy, của địch ấy mà đánh vào anh em ở trong cái bộ warrior nhá. Anh em chơi con tướng của địch cái tốc độ là 1,5. Cái tốc độ 1 giây ấy, là đánh được một phát ấy, 1,5 giây đánh một phát. Thì trong vòng 3 giây đúng không? Tức là đánh được 2 phát. Đấy, tức là anh em trong vòng 3 giây anh em chỉ phản lại được là 42 máu. Trong khi đấy nếu anh em chơi 6 cá, trong vòng 3 giây anh em gây được lượng đam là 100 đam. 100 đam nhưng mà từ một con nhá anh em nhá, một con. Đấy, tôi nói nhấn mạnh cho anh em, đấy là từ một con tướng của anh em gây được 100 đam. Và chưa hề tính cái lượng hấp thu. Chưa hề tính hấp thu luôn. Đấy, vào phát kích hệ luôn, 3 giây lổ 100 đam, một con. Hai con thì sao? Hai con đứng cạnh nhau 200 đam. Chưa tính đam hấp thu nhá. Hai con đứng cạnh nhau 200 đam luôn. Quá mạnh trong vòng 3 giây đấy. Đấy. Và ba con đứng cạnh nhau thì nó sẽ là gì? Đương nhiên nó sẽ là 300 đam. Và nếu mà một con tướng của địch mà đứng ở trong cái vòng 2 ô ấy, mà trong cái vòng 2 ô mà có cái quân của chúng ta ấy, kích hoạt 6 cá ấy, đứng ở trong vòng mà 2 ô của ba con tướng ở bên ta nhá, tức là ba con tướng cá ấy, thì nó lỗ là 300 đam đấy anh em. Thấp nhất nhá. Đấy, nhấn mạnh là chữ thấp nhất. Ít nhất là 300 đam. Ok, anh em hiểu ra vấn đề chưa? Vậy là cái lượng đam ấy nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là anh em xếp bài. Anh em xếp làm sao để cho cái con tướng mà của địch ấy mà anh em cần giết ấy, nó sẽ đứng trong cái khoảng cách là 2 ô. Đấy, của những con tướng của anh em. Càng nhiều các con tướng mà nó hướng đến những con tướng mà anh em cần giết trong cái phạm vi 2 ô ấy càng tốt. Tôi lấy ví dụ như này là anh em sẽ hiểu ra vấn đề là một phát là chết luôn này. Không cần tích tầng nhá. Tôi không nói đến việc tích tầng. Tôi không nói đến cái việc là hấp thụ. Vào phát nhá. Ví dụ đi, một con Dragon Claw hay là một con chúa quỷ hoặc là một con Fallen Witcher bờ linh xuống dưới cái đội hình của anh em đang là 6 cá. Và anh em để một cái lỗ.
Đấy, anh em bẫy. Anh em bẫy đối thủ, anh em để một cái lỗ để cho đối thủ Berlin vào. Và xung quanh cái lỗ đấy nó là 10 con tướng của anh em. Đấy, tất cả đều nằm trong phạm vi 2 ô của tướng của anh em. Thì là sau 3 giây nó sẽ lổ tổng cộng là 1000 đam. Đấy là thấp nhất đấy anh em nhá. Vậy là sau 3 giây là co của địch chắc chắn chết. Chắc chắn chết trừ khi có Berlin, hoặc trừ khi có khả năng là lướt ra chỗ khác thôi. Ví dụ như kiếm hồn hoặc là cáo lướt ra ở chỗ khác. Còn không thì là 3 giây chắc chắn đứng ở đấy là chết. Cái điều này nó sẽ áp dụng cho cái gì? Combo kết hợp với cả Witcher, kết hợp với ảo ảnh. Ảo ảnh xếp cái lỗ xung quanh cái con ảo ảnh, được chưa? Xếp cái đội hình xung quanh con ảo ảnh, bắt co địch. Co địch sau khi bị swap xuống phía dưới, sau 3 giây lỗ tự chết. Đấy, đó chính là cái sức mạnh của cái bộ đấy, cực kỳ mạnh dọn lên game luôn. Rồi, bây giờ tôi giải thích đến cái thứ hai nhá. Cái thứ hai là bắt đầu tích tầng, là vẫn nhiều anh em chưa hiểu cái phần tích tầng ấy. Bây giờ tôi giải thích luôn cho anh em cái tích tầng. Tôi vừa, những cái gì tôi vừa nói ở trên ấy chưa hề liên quan đến cái việc là được hấp thụ sát thương nhá anh em nhá. Nó đơn giản, nó vào phát kích hệ ngay. Đấy, cái khả năng của cái bộ cá nó được kích hệ luôn. Đấy là 3 giây gây đam là 100 đam cho mỗi con tướng của anh em ở trên bản cờ. Và hoàn toàn ở đây là chưa hề có cái hiệu ứng là stack tích tầng. Bây giờ tôi nói tích tầng này. Tích tầng thì ở đây ấy, ở cái level 6 cá chúng ta sẽ có mắc là 6 tầng. 6 tầng phúc âm. Thì với mỗi cái tầng phúc âm đấy anh em sẽ được cộng là 15% giảm sát thương nha anh em nhá. Đấy, 15% giảm sát thương đến từ cái đam kỹ năng. Thì cái này thì nói chung là rất nhiều anh em hiểu nhầm, nên là tôi sẽ phải giải thích thật là kỹ ở trong cái video clip này, để anh em hiểu là cái đam kỹ năng nó là cái đam gì. Nó không phải là cái đam mà gây ra từ cái việc bắn trưởng đâu anh em. Đấy, ví dụ như những con tướng bắn trưởng thì rõ ràng nó là đam kỹ năng, thì anh em có thể hiểu được. Ví dụ như này, con Heaven Bomber này, đúng không? Hay là con Zipper đây, ở đây nó xoay, có nghĩa là nó là bắn trưởng, đúng không? Nó là đam kỹ năng. Đấy, thì nó rất là rõ để anh em có thể nhận ra. Nhưng mà cái đam kỹ năng nó không phải chỉ có những cái con bắn trưởng như thế. Nó sẽ có cả trong những cái con đánh tay nữa. Tôi lấy ví dụ như là con Light Blade Light. Cái đạn lẩy của nó cũng tính là đam kỹ năng anh em nhá. Có nghĩa là khi mà cái đạn ấy nó lẩy qua lẩy lại ấy, thì là gì? Là chúng ta cũng được hấp thụ cái lượng đam đến từ cái đạn lẩy và chuyển hóa sang sát thương phép nha anh em nhá. Đấy là gặp trận đấu mà có cơ lai ấy, mà có online Blade Lai, nó có cái 3 tia ấy, thì chúng ta tích cái hấp thụ đam nó rất khỏe. Đấy, và cái lượng đam đến từ cái việc là đạn lẩy của cái con Light Blade Lai khi mà ở 3 sao nhá, cái lượng đam nó cũng sẽ được giảm nhờ cái việc là chúng ta có tích tầng phúc âm. Đấy, cụ thể ở đây là khi mà anh em có mắc 6 tầng phúc âm ấy, mỗi tầng là 15% đấy anh em, nhân lên là chúng ta sẽ được 90% giảm sát thương đến từ cái sát thương từ con Light Blade Lai nhá anh em nhá. Đấy để anh em hiểu được. Và chúng ta sẽ chỉ bị giảm cái tầng phúc âm khi mà chúng ta 3 giây chúng ta mới bị giảm một tầng. Vậy là với 6 tầng phúc âm thì chúng ta mất tới 18 giây để chúng ta mất toàn bộ cái hiệu ứng của cột phúc âm. Đấy. Và mỗi lần cột phúc âm lổ là chúng ta sẽ gây được đam nha anh em nhá. Cái lượng đam nó sẽ phụ thuộc vào, thứ nhất là chắc chắn nó sẽ là gây được 100 đam trong một giây rồi. Và cái thứ hai là gì? Là chúng ta sẽ có được cái lượng đam hấp thụ thêm đến từ những cái đam kỹ năng. Đấy, vừa nãy tôi có ví dụ ở cái đạn lẩy. Bây giờ tôi lấy rất nhiều những cái ví dụ khác ở trong những cái line up khác. Mà anh em nghĩ là những cái line up đấy là những cái line up mà chúng ta là gây đam đánh tay, nhưng mà thực ra là không phải. Nó là vẫn là đam kỹ năng. Tôi lấy ví dụ bộ 9 Warrior có rất nhiều đam kỹ năng. Đấy, đến từ những vị trí của con, ví dụ như là con Swordman này, con thuyền này, con chúa quỷ này, chúa quỷ chém lan nha anh em nhá. Chém lan của chúa quỷ, Berserker, Lia Diều, rõ ràng. Đấy, thậm chí là Lancer với cái khả năng đốt máu theo dây. Skill của Lancer cũng tính là đam kỹ năng anh em nhá. Đấy, vậy là chúng ta có rất nhiều những cái khả năng gây được sát thương kỹ năng đến từ bất cứ một cái đội hình line up nào, anh em thấy không? Đấy, bộ Warrior là tôi còn chưa tính hết đâu. Tôi có thể tính cho anh em nếu mà nó tất tần tật nó sẽ là những cái gì trong cái bộ 9 Warrior. Ngay cả cái việc kích hệ 9 Warrior ấy,
cái lượng phản đến từ cái vị trí của 9 Warrior nhá. Khi anh em kích hoạt, anh em đánh với cả cái bọn 9 Warrior ấy, thì anh em bị phản lại cái lượng đòn khi mà anh em đánh vào. Thì cái đam phản của bọn Warrior ấy, nó cũng tính là đam kỹ năng luôn anh em ạ. Thấy chưa? Anh em thấy là nó đã kinh khủng chưa? Và nó cũng sẽ được giảm cái sát thương đến từ cái việc phản đòn của bọn Wario. Đó. Chưa hết đâu anh em, vẫn còn. Ngay kể cả bản thân cái bộ Wario khi anh em chọn đồ ấy, những cái như là ba tia, những cái món đồ như là búa sét, những cái món đồ như là giáp xoay, những cái món đồ như là chém lan, nó đều tính là đam kỹ năng hết nha anh em nhá. Cái dòng màu vàng ấy, cái bảng hiện đam ấy, anh em thấy con cáo kìa. Đấy, anh em thấy không? Cái lượng đam màu vàng ấy, nó chính là cái đam kỹ năng này anh em. Và nó chiếm tới hơn một nửa. Anh em hiểu ra vấn đề chưa? Đó. Kinh chưa? Bây giờ anh em mới nhận thấy là cái bộ 6 cá, những cái tầng phúc âm của 6 cá nó khỏe là cái cỡ như nào, nó giảm sát thương mạnh mẽ đến cái cỡ nào, khi mà nó giảm gần như là toàn bộ cái lượng đam nha anh em nhá. Gần như là toàn bộ cái lượng đam sát thương đến từ những cái con tướng co của địch. Co của địch sẽ dùng búa sét, co của địch sẽ dùng ba tia, co của địch sẽ dùng chém la. Không có cái con tướng co nào là không dùng những cái kỹ năng này hết. Và nó sẽ được giảm kha khá đấy anh em, giảm khá nhiều luôn. Giảm sát thương nha anh em nhá. Còn bây giờ này, khi mà chúng ta giảm được sát thương ấy, và chúng ta hấp thụ được cái đam kỹ năng ấy, đến từ những cái búa sét, đến từ cái bộ 9 Warrior bị phản lại đấy, đến từ là cái gì, là những cái kỹ năng của con tướng, thì chúng ta sẽ lổ đam nó sẽ rất đau. Bây giờ nó sẽ không phải là 100 đam một con nữa, mà nó sẽ là 500 đam anh em nhá. 500 đam, thậm chí là 600, 700, 800, 1000, 2000. Nó phụ thuộc vào cái lượng đam mà hấp thụ đấy. Và nó phụ thuộc vào cái việc anh em xếp đội hình, xem là anh em đứng cạnh những cái con nào. Hiểu không? Ui giời ơi, kinh lắm anh em ạ. Đấy mà anh em, khi mà anh em hiểu cái cơ chế của nó thì anh em sẽ thấy là nó chẳng ngán cái bộ nào hết. Đấy, tôi lấy ví dụ nha, như những cái line up mà anh em tưởng ấy là nó là đam vật lý đây. Bây giờ tôi lại chuyển, bây giờ là Warrior đúng không? Bây giờ chuyển sang Beat đi. Những cái stack của cái stack đam của bọn Beat ấy, nó cũng tính là đam kỹ năng. Đấy. Mày cứ stack nhiều vào rồi mày lổ càng đau, mà lổ một phát là bay màu luôn bọn Beat rồi. Nhá anh em nhá. Đấy, lổ một phát, cá lổ một phát là Beat là bay màu. Rất kinh khủng. Đấy, khỏe không? Khỏe lắm anh em ạ. Rồi hay là Assassin. Assassin đi. Assassin thì là một cái bộ mà nó dùng khá là ít đam kỹ năng. Đấy. Chúng ta có một con Shadow và một con ốc là hoàn toàn không có nha anh em nhá. Thì có thể là lợi dụng vào cái bộ mà co là Shadow, co là ốc, có thể counter được cái bộ bột cá. Tuy nhiên, những cái con như con cáo nếu mà dùng làm co đấy, và con Sailing Assassin thì nó vẫn sẽ dùng đam kỹ năng. Đấy anh em hiểu chưa? Nhưng mà chưa hết, nếu mà giả sử như thế này đi, anh em không dùng con cáo ở trong cái bộ Assassin, anh em không dùng con Sailing Assassin đấy, thì liệu rằng là chúng ta dùng con ốc và dùng con Shadow thì liệu rằng là có thể là an toàn không? Thì tôi nói luôn với anh em là cũng không nha anh em nhá. Bởi vì làm sao? Shadow thì nó cũng phải cầm cái gì? Cầm cái chém lan đúng không? Đấy, cầm cái búa sét. Còn nếu mà anh em không có hai cái món đồ đấy thì anh em bị an toàn. Còn nếu mà một khi mà anh em có cái búa sét nhá và anh em có cái chém lan ấy thì ối rồi ôi luôn. Đấy, nó lại là đam kỹ năng rồi. Đấy, anh em chém vào anh em bị phản lại ngay. Đấy, nên tốt nhất là nếu mà để mà counter bộ cá thì nó sẽ phải có một cái BKB. Chắc chắn đấy, mặc dù chúng ta không chơi với những cái nhà phép đâu, nhưng mà chúng ta sẽ phải có BKB nhá. Rồi. Đó, hoặc là anh em có thể chơi cá. Tức là anh em có thể chơi 6 cá để counter bộ 6 cá đấy. Đấy. Tôi là đây cho anh em đã hiểu hết rồi. Tôi đã giải thích rất kỹ rồi, nên là thôi nhá anh em nhá. Chắc là tôi không cần phải giải thích gì nhiều nữa đâu. Nó bá lắm anh em ạ. Thôi được rồi. Nói đến đây là anh em đã coi như là rất hiểu rồi, rất hiểu về cái bộ 6 cá rồi. Đấy. Đơn giản nó là như thế thôi. Rất trâu, đam gây ra rất to. Và anh em yên tâm là tất cả những con tướng lâm đổ trong cái con game này hầu như là nó hấp thụ toàn bộ nhá anh em nhá. Tất cả kiếm hồn là cái con gây đam vật lý vẫn là coi như là hấp thụ luôn nhá. Sát thương của kiếm hồn, ngộ không đấy, giá gậy như ý thì cũng tính là sát thương kỹ năng. Nói chung là tất cả những con lâm đồ đều là tính là sát thương kỹ năng hết.
Nên là nếu mà anh em chơi chơi cái bộ 6 cá mà anh em đánh với cả những cái bộ siêu late game ấy, thì hoàn toàn là nó rất là mạnh. Bởi vì anh em counter toàn bộ những cái đội hình mà gây sát thương mà. Đấy, gây sát thương kỹ năng. Với cái cú ví dụ như là tôi 3 giây đầu tiên mà ngộ không của quân địch ấy mà nó đập vào người cái bọn 6 cá này thì nó giảm tới 90% cái sát thương. Đấy, lần đập đầu tiên. Rất là trâu. Đấy, kể cả là kiếm hồn nhá, chúa quỷ cũng thế thôi, chém lan của chúa quỷ cũng bị giảm. Hay là những cái con như Dark Spirit thì đương nhiên rồi, thậm chí nó còn rất mạnh nữa. Đấy, anh em thấy không? Khỏe chưa? Giải thích rất là kỹ nhá, rất là dễ để có thể là hiểu được rồi. Đấy, về hai cái hiệu ứng của cái bộ 6 cá, một là giảm sát thương. Lúc đầu có 6 tầng phúc âm, sau đó giảm dần theo thời gian là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong cái quá trình mà vỡ cái cột phúc âm thì nó sẽ tạo ra cái lượng đam nhờ cái việc là hấp thụ đam của đối thủ. Và nếu mà không hấp thụ được thì ít nhất thì nó cũng sẽ có là 100 đam mỗi giây cho một con tướng ở trên bàn cờ. Đấy, và đứng ở trong cái ô mà có nhiều tướng thì nó sẽ gây đam nhiều hơn. Đấy, còn mắc ở đây nhá, 10 con mà mỗi con 1.000 đam. Đấy, 10.000 đam luôn. Nếu mà đứng ở trong một cái ô mà có 10 con xung quanh và mỗi con đấy hấp thụ được 1.000 đam. Anh em thấy không? Tôi giải thích rất là dễ hiểu nhá. 1.000 đam mà tôi nói là còn ít đấy. Tôi lấy ví dụ như con bom mà nó lổ ấy là nó hơn 1.000 đam. Con bom 2 nó lổ. Đấy, cái quả lổ của một con bom 2 hay là một con máy bay 2 sao khi mà nó thả quả tên lửa xuống ấy, nó hấp thụ nó còn hơn 1.000 đam rất nhiều trong mỗi con tướng của chúng ta hấp thụ ấy. Và cái lượng đam ấy gây ra cho những cái con 6 cá nó sẽ bị giảm 90% ở 3 giây đầu tiên nha anh em nhá. Có nghĩa là nếu mà vào mà bom lổ phát luôn ấy là nó sẽ giảm 90%. Tức là gì? Khi mà lượng đam tôi cứ cho là 1.000 đam đi, con bom nó gây ra 1.000 đam thì có nghĩa là nó chỉ gây ra được 100 đam thôi cho toàn bộ đội hình của chúng ta thôi. Đấy, bom thả hay là máy bay thả đều như vậy trong 3 giây đầu tiên. Sau đó là sau 3 giây nó sẽ giảm 15% đi, nó sẽ vỡ một cột phúc âm đi. Thì cái lúc mà nó vỡ cột phúc âm ấy cũng là lúc đối thủ bay màu anh em nhá. Đó, thôi giải thích thế là quá là rõ ràng rồi. Đấy, và khi mà tôi vừa mới giải thích xong thì cũng là lúc mà cái con Tsunami nó đã xuất hiện. Ui rồi ôi, mẹ ơi, thế thì nó vãi cứt rồi anh em ơi, 6 cá luôn. Thế nhá anh em nhá, thôi. Quá đơn giản luôn. Nhẹ nhàng tình cảm. Bây giờ tôi chơi tôi không bỏ ngộ không mà luôn để anh em thấy cái lượng đam nhá. Đấy. Tôi quyết định tôi để con ngộ không ở ngoài đã. Tôi chơi bằng con vớ vẩn thôi, con Aquaman thôi để anh em nhìn thấy cái lượng đam nó lổ. Anh em nhá, để anh em xem cái lượng đam của nó cái cỡ nó như nào. Đấy. Tí nữa ông không lên 2 thì cho vào. Còn nếu không thì thôi. Rồi nhá, đây bọn này. Ui bọn này thì gây đam nhiều lắm này. Đấy, cứ 3 giây nó lổ một lần. Đấy, cái tay nó dập. Phải lắm anh em ạ. Thôi. Cái tầm này thì không phải giải thích nữa rồi anh em nhá. Thậm chí là cái con Aquaman của tôi ấy, nó cũng chả đấm được mấy phát đâu. Nó đấm được rất ít anh em ạ. Cái lượng đam chủ yếu đến từ kích hệ đấy anh em. Khỏe không? Thế nên là anh em đừng có nói với tôi là đầu game 6 cá nó không có cái tác dụng gì. Bởi vì là nó không có sát thương kỹ năng. Thì khi mà anh em xem cái clip này là anh em sẽ hiểu nhá. Còn nếu mà anh em chưa hiểu ấy, có những người chưa hiểu thì thôi tôi cũng chả biết giải thích như nào cho anh em hiểu. Chỉ biết là bây giờ cái bộ này nó bá quá. Đấy. Và khi mà anh em chuyển sang cái bộ Witcher ấy thì cái sát thương ấy đến từ vị trí của cái bộ 6 cá này khi mà vỡ cột phúc âm ấy nó sẽ chuyển thành sát thương thuần nha anh em nhé. Tôi khẳng định với anh em luôn nó là sát thương thuần. Bởi vì làm sao? Bởi vì tôi đã thực chiến rồi. Khi mà tôi chơi ấy với cả cái bộ cửa lai ấy, đấy tôi chuyển sang là tôi kết hợp với Witcher với cả 6 cá, 3 giây cửa lai bay màu. Đã có thực chiến. Đấy, tôi phải khẳng định với anh em luôn. Còn anh em nghĩ là cái bọn Witcher khi mà nó chuyển ấy là nó chỉ coi như là chuyển những cái sát thương kỹ năng từ con tướng sang sát thương thuần thì anh em hoàn toàn sai. Mà nó là sát thương kỹ năng chung. Nó tính là cả những cái lượng đam gây ra từ đồ. Ví dụ như là giáp xoay, búa xét cũng chuyển sang là sát thương thuần luôn. Đấy, và nó cũng sẽ chuyển cái sát thương thuần đến từ kích hệ 6 cá khi mà gây đam, nó là kỹ năng nha anh em nhá. Kỹ năng sát thương của cái bộ 6 cá ấy, là gây đam kỹ năng. Đấy.
và là đam phép, nhưng mà nó là đam kỹ năng, thì nó cũng sẽ được chuyển sang sát thông thuật. Thôi nhá anh em nhá, đấy tôi giải thích trong cái video clip này cực kỳ là kỹ luôn, nó gọi là tất tần tật về cái bộ 6 cá rồi, rất là dễ hiểu, rất là dễ nhớ. Đấy, nhiều khi nhá là chúng ta phải nhắc đi nhắc lại hoặc là chúng ta phải nói xa xả vào thì mới hiểu. Đấy, đúng theo cái phương pháp dạy học của các thầy giáo bây giờ á, cứ phải nói xa xả, nói ba clip luôn. Tôi đây là clip thứ ba đấy, nhưng mà hai clip kia thì tôi nghĩ là anh em hiểu, nhưng mà tôi nói chung là nó cũng hơi qua, nên là clip này tôi giải thích cho anh em, anh em thấy lộ kinh không, phải cướp luôn, thật đùa, nó quá kinh khủng luôn ấy, anh em ạ. Trời ơi, cái bộ Warlock Ngộ Không vào phát bay mẹ bầu luôn, chưa kịp chém phát nào. Thôi, tôi chơi cho anh em xem, anh em không có trải nghiệm được nó ok đâu. Tôi nghĩ anh em tự chơi đi. anh em tự chơi hoặc anh em tự gặp đối thủ đi nhá anh em nhá. Đấy, một tí nữa tôi chuyển sang Witcher, anh em thấy cực kỳ kinh khủng lắm. Rồi, cứ bình tĩnh. Từ từ, con này thôi, con này không anh em nhá. Con sói này không. Từ từ đã. Bỏ này đi. Bình tĩnh. Tôi chuyển dần sang Witcher nên là tôi không chơi con sói nữa. Coi như chúng ta mất bộ beat đi. Lổ cứ 3 giây lổ một lần, anh em thấy không? Nó dập liên tục luôn. Đấy, cái bộ Hunter là một cái bộ rất ít đam kỹ năng, nhưng mà không phải không có đâu nhá. Đam kỹ năng đến từ Wing Ranger, đam kỹ năng đến từ con Siren, đến từ Tsunami và đến từ con thỏ. Nó có hết đấy. Phản hết anh em ơi. Nói chung là nó phản hết. Anh em không cần phải nghĩ xem là bọn nào phản, bọn nào không nha anh em nhá. Bọn nào cũng phản, phản hết. Rồi. Khỏe lắm anh em ạ, cứ form lừng 6 cá đây là vô địch. Counter bộ này thì bây giờ nó, tôi nghĩ là nó chỉ có cái bộ Greater thôi mà. Nói chung là cũng 5 ăn 5 thua. Greater may ra mới ăn được, siêu lết. Siêu lết game mà chơi Greater có thể ăn được. Cũng lồng ngon, không bị khống chế. Bởi vì cái bộ này ấy, nó ngoài cái việc nó gây đam mạnh, nó còn khống chế mạnh mà. Đấy, nên là nó khó cái việc là cho các đội hình khác, là nó khó là một cái khống chế ấy. Bộ này nhá, vừa trâu nhá, giáp trâu này. Đấy, trâu chó này, gây đam mạnh này, khống chế mạnh. Đó là những cái điều kiện để chúng ta có một cái layup siêu cấp, siêu late game. Độc cô cầu bạn, không có một cái layup nào mà nó có hội đủ những cái yếu tố đấy mà nó yếu cả, anh em nhá. Những cái yếu tố mà nó quyết định đến một cái layup vô địch, nó chính là khống chế mạnh là đầu tiên. Đấy, đam to là thứ hai, và thứ ba nó chính là trâu chó. Thì cái bộ này nó có cả ba. Nó có cả ba luôn. Thế nên là thôi. Đợi nhà phát hành chỉnh lại thôi anh em ạ. Nó khỏe quá, chịu. Không biết làm nào hết. Rồi, tôi roll chúa quỷ 2 sao vô địch rồi. Kiếm hồ này. Ok, thôi được rồi, bán những cái con Warrior thôi. Tí nữa tôi sẽ chuyển Lancer ra để thay con God of War là xong. Đấy. Hoặc là thay con ấy cũng được, con Tuka cũng được. God of War để vào vẫn có hưởng hiệu ứng God mà. Có hiệu ứng God. Đấy, kết hợp là có hiệu ứng God luôn. Khỏe quá anh em ơi. Anh em thấy gặp bộ beat không? Nó nổ không? Đấy, gặp bộ beat đấy, nó nổ đấy anh em. Ai bảo là nó không phản beat. Anh em nhìn thấy chưa? Anh em nhìn 3 giây bay màu không? Nên là có anh em cứ bảo tôi ở cái clip trước ấy. Nói chung là anh em không phải thắc mắc đâu. Bởi vì là tôi test chán chê rồi, tôi mới chơi cho anh em mà. Tôi nói bộ nào vô địch là nó là bộ đấy vô địch nha anh em nhá. Tôi lừa anh em làm cái gì. Rồi, đây. Chuyển sang Witcher đấy nhá. Bây giờ nó sẽ là lổ thuần luôn này, lổ đam thuần luôn này. Đấy, nếu mà thích thì có thể lổ đam thuần luôn. Chơi không? Ui, nhưng mà có Lancer này. Có Lancer thì lại hai Glacier vào lại ngon hơn á. Như này con kiếm hồn nó sẽ chém nhanh hơn. Thực ra cái bọn kia chúng ta không cần sát thương thuần anh em ạ. Trừ khi đánh với cả cái bọn bọn Nai thôi.
bọn Lai hay là bọn Warrior chúng ta mới cần chuyển như thế đâu nhá. Còn đánh như này vẫn khỏe hơn, có tốc đánh. Đấy, đam, lượng đam nó là có rồi. Đây nhá, beat nha anh em nhá. Beat này. Đấy, thấy không, nó lổ chết mẹ hết rồi. Khỏe quá thì mất thôi. 3 giây chết mà. 3 giây là gần như chết hết rồi. Đấy, anh em hiểu chưa? Đấy, sau clip này hy vọng là anh em sẽ hiểu nhá. Tôi nghĩ là trận này... Ui rồi, double kill luôn này. Đấy, tôi còn chưa kịp nói xong là tôi nghĩ là cái trận này là tôi sẽ kết thúc ở round sau thôi. Thế mà rồi nó cũng double kill, như là kết thúc trận đấu luôn. Anh em thấy không? Khỏe không? Đấy, hy vọng là sau cái trận đấu này nha, anh em hiểu hết về cái bộ cá. Một cái lineup mới. Và chúng ta sẽ còn phải chấp nhận cái sức mạnh của bộ này cho đến khi mà nhà phát hành bán hết được skin. Nha anh em nhá. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like, anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian thì anh em thử chọn clip bên trái, cũng sẽ là cái bộ 6 cá. Và clip bên phải nữa cũng sẽ là cái bộ 6 cá. Nhưng mà hai trận đấu đấy là hai cái trận đấu trước nha anh em nhá. Test đầu meta và nó sẽ có rất nhiều những cái hay ho đang đón chờ anh em ở trong cái clip đó. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn toàn thể các anh em rất nhiều. Và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.